rồi sát thương cực kỳ cơ động, chắc chắn sẽ là một áp lực lớn dành cho đội bên phía của Gam, một đội hình mà chúng ta thấy có không nhiều những vị tướng chống chịu trong đội hình của họ. Và để xem là với Talon thì Killer Queen sẽ thể hiện như thế nào. Còn Levi thì đây là lần thứ 3 mà anh ta mang Kha'Zix trở lại với VCS rồi. Bộ đôi đường giữa của Gam sau cái nhịp di chuyển vừa rồi thì họ đang có lợi thế về mặt đẩy đường trong khoảng thời gian ban đầu. Có đường giữa Glory lao thẳng lên tấn công một KT, ta thiếu hai phát đánh thường nữa mới có điểm hai gục, và KT quăng phi thạch bắt buộc Glory phải tốc biến, người lỗ là Glory trong pha vừa rồi. Tốc biến đổi tốc hay quá nên chết chúng. Glory vừa rồi đã ui đường trên ngay lập tức, Killer Queen cũng có mặt, và như vậy là Kia'Zix nằm xuống, anh ta không có bất kỳ một phép bổ trợ nào. Anh ta vẫn đang tiếp tục cái vòng rừng của mình, đó là hướng xuống khu vực cua dưới, nơi mà Killer Queen cũng đang hướng xuống, nhưng có lẽ là người đi rừng của bên phía Team Well sẽ phải ghé lại ở khu vực bãi sói trước. Còn Levi thì đã có được con cua của mình và đang di chuyển dần xuống khu vực đường dưới, nơi mà Righty chắc chắn là người được chọn. Anh ta chỉ còn lại tốc biến mà thôi, đang cố gắng chạy nhanh về. Levi vào vị trí xác thương, tôi nghĩ là đủ để có thể đem hậu quả. CBL là người được chọn, nhập vào không kịp và đã phải nằm. Nhưng đó lại là một tiếng dùng chiêu cuối nhưng không thu lại được hiệu quả đến từ KT. Và có lẽ cái giá phải trả cho tiếng sắp tới sẽ là việc mà anh ta bị áp lực khu vực đứng giữa. Ủa, quang địa chấn tốt. Glory đánh nãy giờ đánh rất là mạo hiểm. Tôi không biết tôi dùng từ láo có đủ chưa cho anh ta. Anh ta lao thẳng vào tấn công Levi một lần nữa. Một lối chơi luôn luôn sống ở trên bờ vực của Glory. Anh ta lướt vào cái tấm thảm bất ổn, ăn thêm phi thạch nữa. KT cũng chịu một phát bánh tùm tù. Đánh kiểu này căng vậy ta. Chưa các bạn cho bên nào cả. Nhìn rất liều lĩnh đến từ Glory với những tình huống lao lên của anh ta. Cảm giác như đang test limit mà ta tốc biến lên dứt điểm ngay KT. Ui, Glory đánh hơn khoảng chừng 7 chỉ số lính so với lại Glory. Và bây giờ thì bên phía của Gam đã di chuyển ra khu vực hang sứ giả. Killer Queen quyết định rằng mình sẽ nhảy thẳng xuống khu vực sứ giả để có thể cạnh tranh. Ta bật luôn chiêu cuối để tàng hình, bắt đầu tiến vào, và đó là con sứ giả dành cho Glory. Sau đó Nagia chuẩn bị hóa ra khổng lồ làm choáng thành công, dứt điểm được Levi. Elio đang tràn lên giữ chân Nagia lại, anh ta cũng hết đồng độ rồi, đang phải chạy về nhưng đã bị chặn đường, và KT có được điểm hạ gục. Vẫn có một tình huống can thiệp kịp đến từ Team Wales, nhưng con rồng này thì Team Wales đã ra không nổi. Đường dưới và đường giữa của Gam đều đẩy tốt hơn, và đó là tiền đề họ có được con rồng nguyên tố vừa rồi một cách dễ dàng. Đứng trên Kia'Zix mặc dù nằm xuống một lần, và trong pha giao tranh vừa rồi thì anh ta ủng chụp cuối rất đau đến từ Kia'Zix lần ba, thiếu một pha sẽ chỉ lùng kim cuối cùng. Và pha này thì Glory có mặt ở đây, Kia'Zix hết công cụ để chạy rồi, và đó sẽ là một tình huống mạng cho Glory đó. Do đó họ sẽ khó có những tình huống mà tạt xuống cánh dưới. Còn ở đường trên là pha Odin khiến cho Nagia lui về, nhưng anh ta lui về chung với hai người đồng đội, và Kia'Zix nằm xuống trong bộ phim gia đình đến từ Team Well. Pha solo kill của đường trên thua thiệt đến từ Kia'Zix. Và đó đúng là một tình huống chơi game gia đình đến từ đứng trên của Team Wales. Ô, KT cũng đã bị rụ rồi. KT bấm đồng hồ, hết đồng hồ thì ai cứu anh ta đây, hình như là không ai cứu được cả. Và đó là điểm hạ gục tiếp theo cho bên phía của Team Wales, đó là 6 mạng. Coretti phải chống một pha băng trụ hai người, nhưng trụ bắn đầu quá khiến cho Elio phải nằm xuống. Băng trụ mà nằm xuống như thế này thì xong rồi. Pha băng trụ bất thành đến từ bên phía của Gam, và họ đã mất đi rất rồi. Nhiều thứ và cả style nữa. Tôi đố style có thể về được trong pha này, chỉ có một đường mà thôi là lên phương. Điểm hạ gục tiếp theo đang chờ đợi, và đó là Killer Queen. Và dùng cả tốc hành để có thể thoát khỏi sự truy đuổi đến từ style. Xạ thủ của Gam cũng rất là chiến trong phao rồi khi bật cung chiêu cuối, nhưng mà bây giờ anh ta phải chống lại và tấn công đến từ bên phía của Team Well. Nagia lao thẳng tới với dạng Natini, và Stai quyết định rằng mình nhảy qua từ những chân cuối, bật ra Stai còn một chấm máu và anh ta đã phải nằm xuống. Elio cũng phải đi theo luôn, double kill cho Killer Queen. Còn Levi dí theo Areti không được, và Levi gục ngã, ba điểm hạ gục kèm theo Kia'Zix nữa sẽ là 4. Và con Baron này, Baron nó là miễn phí, nó lại vào cái lá chắn phép đến từ Areti, rất đáng tiếc. Ở khu vực đường dưới, Killer Queen đang băng trụ, anh ta tấn công cùng với Yumi của CBL, và Kia'Zix đang bị đốt. Tới khi mà anh ta còn một máu, anh ta về được, còn Levi đứng trên băng trụ fail. Trụ bắn, né phi thạch, KT cuối cùng cũng có được điểm hạ gục. Nhưng vấn đề là để làm gì khi mà ở khu vực đường giữa và đường dưới thì Gam hiện tại đang không có người để phòng ngự. Anh ta quá yếu, anh ta còn không có xe chỉ luồng kim để có thể tấn công nữa kìa. Tạm thời bây giờ với Elio có mặt ở đây thì Kia'Zix đẩy được một đợt lính và lao tới của Stai, nhưng cũng không cản được Team Well lao vào. Chân cuối đã được bật, và đó đúng là chân cuối dành cho Kia'Zix. Stai cố gắng thả diều ngược lại, nhưng sự bất lực hiện rõ trong xạ thủ của Gam khi mà anh ta cũng gục ngã, và cả Levi cũng tương tự như vậy. Gam mất hẳn một đường dưới, và câu chuyện Team Well chưa muốn dừng lại. Họ rất say máu, họ thấy rằng mọi thứ đang quá dễ dàng, và họ tấn công tiếp vào đường giữa, và Gam hoàn toàn không có câu trả lời.
một dòng của Gam tôi nghĩ rằng đã có thể tạm gác nó đi và xếp nó vào hạng mục viễn tưởng được rồi. Họ cố gắng nhảy vào tấn công và họ hất được Killer Queen về với một mạng tắt điện. Rory vẫn đang di chuyển tới. Team Well mất hai người. Phía bên này thì Rory cũng đang bị giữ chân lại. Câu chuyện viễn tưởng đang chuyển thành có vẻ như là hiện thực dành cho viên của Gam khi mà họ bắt tiếp được vào Nagiya, người đang chở dạng Na khổng lồ nhưng không làm được gì nhiều cả. Anh ta nằm xuống chung với Rory, 4 mạng dành cho Gam. Nhiều những món trang bị cũng máu hơn. Và cụ thể đó sẽ là một cái dìu đại mãng xà. Trong khi đó thì KT đang bị tấn công tốc biến của anh ta, còn Thanh Tẩy còn. Nhưng anh ta liệu có về đấy không đây? Anh ta có đồng đội hỗ trợ với tất cả mọi thứ nhưng khổng lồ hóa cũng không cứu được anh ta. Bây giờ Kiaya tới với rất nhiều sát thương và đã có điểm hạ gục đầu tiên. Nhưng sát thương từ bên phía của TBL vẫn là nhiều quá. Nagiya sắp hóa thành Na khổng lồ và anh ta đã đem về điểm hạ gục cho bản thân mình khi dứt điểm được Levi. Còn Style thì không thể nào có thể chạy được cả và anh ta gục ngã. Và quét sạch này sẽ là cuối cùng, bởi vì lúc này căn cứ của Gam không còn người để có thể bảo vệ nữa. Và đó cũng không phải là căn cứ, đó là một cái sân bay thật sự khi nhà lính thứ hai của Gam đã bị phá hủy. Và câu trả lời của Team Well sau cái màn cố gắng lội ngược dòng của Gam là không. 10-20 là tỷ số cuối cùng. 26 phút thi đấu, Team Well dẫn trước 1-0. Ngay lập tức Team Well quay trở lại sau một pha thi đấu thiếu tập trung. Và đó là cái sức mạnh đội hình hiện tại của Team Well, nhìn hơn hoàn toàn so với Gam. Người bị bắt lẻ đó là KT, mặc dù anh ta đã rất nỗ lực trong việc cù cưa. Galio là lựa chọn cuối cùng đến từ Gam trong ván thi đấu này. Họ muốn cân bằng với áp lực di chuyển sai đường cánh của Glory bằng một con Galio. Galio thì đã được nâng sức mạnh ở phiên bản 12.13 này, đó là thêm sát thương cho cái chiêu quy ngọn gió công lý của mình. Nó sẽ giúp cho khả năng đi đường của Galio được cải thiện khá là nhiều. Và cái cách lên trang bị theo kiểu là Galio theo hướng lên sức mạnh phép thuật, nó cũng sẽ đảm bảo được nguồn sát thương phép mà bên phía đội nào sử dụng Galio cần. Và trong tình huống này từ bên phía Gam Esports, nó cũng khá là phù hợp với đội hình của bên phía Gam khi họ sẽ có rất nhiều hất tung trong những pha lao vào từ bên phía của Levi chẳng hạn. Nhưng mà cái kèo Galio với Ryan này thật ra nó cũng rất là khó. Nếu như tới giai đoạn giữa của ván đấu khi bắt đầu đã có hoàn thành khoảng chừng 1 đến 2 trang bị, thật là 2 trang bị, thì thường là cái kèo Galio này rất là khó để có thể đối đầu trực diện với Ryan. Và có thể là Killer Queen có thể đi tiếp lên khu vực bãi người đá ở đường giữa. Và câu trả lời ngược lại khi phá tốc biến lên, W giữ chân được thành công, nhắm vào Glory, sát thương dồn và anh ta chưa đủ. Glory vẫn đang bị lao lên tấn công bởi Levi, nhưng ta có tốc độ di chuyển và Killer Queen có mặt ở đây, chiến của đầu dành cho Levi, nhưng ta cũng phải nằm xuống ngay lập tức. 1-1. Đây là pha mà Kiaya đã khai góc rất tốt. Nagiya có một tiếng rút lui về phần sân của Gam và bị Levi tấn công một cách bất ngờ. Và anh ta đã phải nằm xuống rồi. Và bây giờ thì họ đang muốn tấn công khu đường giữa. Rất hay. Và tốc biển làm choáng thành công và khiến cho KT chắc chắn sẽ phải nằm xuống, mạng sẽ được nhường cho Glory trong pha này. Chàng không, Killer Queen là người ăn mạng. Và tỷ số được cân bằng 2-2. Trong khi đó cánh trên lại là pha Onin. Nagiya sẽ chỉ luôn kim tấn công vào Kiaya, người có vẻ như đang thất thế hơn trong pha solo này và buộc anh ta phải lui về. Góc về của Kiaya vẫn đang bị chặn, nhưng Nagiya cũng nhận thấy rằng đợt lính đã đẩy vào, anh ta sẽ lui. Và pha di chuyển như chưa dừng lại ở đó, khi mà Killer Queen có mặt tiếp ở khu vực đường dưới, anh ta nhắm vào Bia lại làm cho tấn công. Bia không còn tốc biến và cái này thì có ba cái cú cảnh cũng rất khó để cho Bia có thể thoát được. Anh ta sẽ chạy về phía đồng đội của mình, anh ta sẽ phải nằm xuống, sau đó lốc xoáy tung ra và CBL đang một chấm máu đã phải gục ngã. Killer Queen vẫn đang cố gắng gây sát thương nhưng ta là người gục xuống trước, còn Arati không đủ sát thương sau pha giày vò. Levi vẫn sống, giật điện thành công. Arati đang phải lui về, tay nhảy múa bắn thẳng vào Arati và phát bắn cuối cùng đã đủ. Anh ta tốc biến ra phía bên ngoài, đủ không bắn phát thứ hai. Và đó là lời hơn cho Gam. Trong khi đó ở đường trên thì Lori băng trụ và đã bị gõ u đầu bởi Kiaya rồi. Bây giờ thì con sứ giả đó nó cũng không còn nhiều thời gian nữa. Killer Queen đã vác nó ra khu vực đường giữa, thả ngay lập tức. Với lượng máu trụ này thì tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một cái trụ dành cho Team Well, mà chỉ là lượng tiền được họ đẩy và cố gắng dồn nó cho Glory mà thôi. Nó thường khá nhiều của bộ đôi bên phía Gam, nó khiến cho Glory phải bấm đồng hồ hợp chất điên loạn thả ra. Cú cánh được sử dụng và Levi không được cú cánh, là 1-1. KT cũng đang phải lùi về. Điểm hạ gục tiếp theo vẫn chưa có, thì Queen quyết định băng trụ. Anh ta có sát thương mà ta dứt điểm thành công, double kill cho Killer Queen. Và như vậy là Team Well đã lời, họ vẫn có thể dắt nhau về được. Và điện đang địch điểm rồi cả cái hợp chất điên loạn nữa. Để như thế nào đây? Killer Queen vừa rồi anh ta không bị dính cú đấm công lý. Glory cũng đang có mặt, đang vận choáng và nó nhắm vào KT. Nhưng Style đang tới với cái nọ tự thủ của mình. Điện đạt đỉnh điểm bắn rất rác vào đội hình của Team Well và họ đang phải bỏ chạy. Glory bật chiêu cuối để có thể giúp đồng đội của mình thoát đi. Và hai người đồng đội của anh ta bị dính tại chỗ. Đó là cái chiêu cuối gì vậy Glory? Và bản thân anh ta cũng gặp nguy hiểm, anh ta nằm xuống. Và đó chẳng khác nào ship đồng đội của mình tới cho Gam ăn. Gam vẫn đang tràn lên, Levi đang nhìn thấy góc nhưng không có lính, đang phải đợi một dịp lính để có thể băng trụ. Levi quyết định rằng mình sẽ cố gắng chặn đường về của bộ ba bên phía của Team Well. Gam có 4 người,
Teamwell có 3 người trong pha này, nhưng hãy nhớ rằng CBL vẫn còn lời nguyền sát ở vùng sầu. Một chiêu cuối có thể giữ chân trong trụ. Gam vẫn muốn tổ chức pha băng trụ này. CBL quyết định mở trước, anh ta bung chiêu cuối. Arati tiến tới, nhưng sát thương đến từ xa của Teamwell hơi ít. Anh ta vẫn có điểm hạ gục. Killqueen lấy sát, Killqueen đã bị tắt điện và đó là điểm hạ gục quan trọng dành cho Levi. Sau đó Arati cố gắng nhảy mũi phong thái quân nhân. Anh ta nhảy được về trụ, nhưng xung điện thành công và đó là Style với điểm hạ gục và cả một pha solo kill đường trên, giao tranh khắp bản đồ. Dù gì đây cũng là kèo khắc chế mà Kia được chọn sau, còn ở đường dưới thì Rati hết cả đồng đội, hết cả trụ và chắc chắn là sắp hết máu khi mà bị Style và Bia giả cho to người ta vẫn đang dùng phong thái quân nhân. Ta dùng luôn cả một pha giày vò nhưng không đủ sát thương dứt điểm. Đó là điểm hạ gục tiếp theo cho xạ thủ của Gam. Và ở đường giữa cũng có mạng dành cho Gam. Đó là bộ ba Kia, KT và Levi tiễn Glory lên bảng điểm số lần tiếp theo trong ván thi đấu này. Thì có một đội vượt lên liên tục về điểm hạ gục và lần này thì đội đó là Gam, khi họ đã tạo được khoảng cách khoảng chừng 4.000 tiền. Sứ giả vẫn đang trong tầm kiểm soát của họ. KT quyết định mở sớm giữ chân Nagiya lại, phần còn lại của Gam đang tràn lên và Teamwell đang quá thiếu người. Nagiya bất lực và nằm xuống trong vòng tay của Gam. Điểm hạ gục thứ 15 dành cho đương kim vô địch VCS. Và với con sứ giả này, họ chưa phải thả vội nhưng mà họ phải cử người ở đây để phòng ngự, bởi vì trụ một đường giữa của họ đang khá là thấp máu và Glory vẫn đang tràn lên liên tục. Anh ta bị bắt tay, anh ta bị khiêu khích nhưng anh ta có đồng đội và Gam là người phải lui về. Levi đang ở khá gần khu vực này với cú chiêu cuối sẵn sàng và Killqueen đã nhận ra vấn đề, anh ta đã quyết định rút lui cực kỳ nhanh. Levi tiếp tục tấn công. Levi vào, Levi hất tung hai người. Bia đang không có nhiều tiền đề để có thể theo đồng đội, còn Style thì lại có và đã bắn gục được Glory khi mà có sự hỗ trợ của KT. Con Jerry này thật sự đã quá tầm kiểm soát của bên phía Teamwell rồi. Nó đang có quá nhiều trang bị và nó đang có quá nhiều lợi thế. Với con sứ giả được thả khu vực đường giữa, Teamwell đang không còn công cụ để có thể phòng ngự. CBL mặc dù có chiêu cuối nhưng không dám lao lên. Killqueen cũng tương tự như vậy, sứ giả đã hút được một lần và bên phía Gam vẫn đang muốn dắt nó để cố gắng hút lần hai. Killqueen đứng bên phía bên ngoài, cả chiêu cuối rất đẹp của CBL nhưng Levi anh ta chỉ bị mất cái bóng mà thôi, còn Star thì vẫn đang bắn liên tục. Sứ giả vẫn được dắt về và Kia có mặt để có thể hỗ trợ cho đồng đội của mình. Họ vẫn muốn có cái trụ hai này, bắt tay thành công. CBL bị giữ chân lại đỉnh mình vậy gọi đã không còn nữa và CBL nằm xuống. Arati dùng một cái thanh tẩy ở phía trong nhà của mình chẳng có bất kỳ tác dụng nào cả. Còn Nagiya từ phía cánh tạt tới nhưng anh ta có khá là ít sát thương, nhưng đồng đội của ta thì lại có nhiều. Killqueen sử dụng chiêu cuối đã bị né. Kia và Levi đều tốc biến qua tường để có thể thoát đi được. Còn rồng gió này đang giúp cho Teamwell cố gắng truy đuổi nhưng họ không đủ tốc độ và câu chuyện là Gam vẫn tiếp tục lời với những pha trao đổi. Không được rồi, không vào được. CBL vẫn mở, CBL vẫn lao vào. Một cái hợp chất điên loạn thả ra rất tốt. Teamwell đang đánh từ phía bên ngoài, họ đang tấn công vào Gam. Gam dựa lưng vào tường, siêu hùng dáng thế được sử dụng và Teamwell không đủ sát thương dứt điểm một ai cả. Kia đã tới và lần này thì Kia có thể làm được rất nhiều thứ với pha tấn công từ phía sau này. Anh ta làm choáng hai người, CBL cũng nằm xuống. Triple kill dành cho Kia và đây có thể là tình huống giao tranh. Tôi nghĩ là hơi sớm để có thể dứt điểm bởi vì thời gian nằm đếm số của Teamwell là hơi ngắn, ít nhất sẽ là một cửa. Chúng ta đang nhìn vào một hay ba cái đồng hồ của bên phía Gam và Glory thì lại đi lạc. Đây là mạng thứ 6, thứ 7 gì của anh ta đây? Thứ 8 rồi. Nó chạy khá là nhanh. Tốc độ di chuyển của Glory khá là nhanh, nhưng KT thì còn nhanh hơn với cái thú săn mồi của mình. Và một cú nền cuối cùng dứt điểm thành công đối phương, đem về điểm hạ gục thứ 23 dành cho Gam. Còn ở đường dưới thì Kia đang một mình giữ chân hai thành viên của Teamwell là Nagiya và CBL. Với tình huống đối phương đang cầm Baron và chia người ra đẩy như vậy thì Teamwell đang không biết cách để có thể phòng ngự như thế nào cho hiệu quả cả. Họ đang chia người ra và Arati vừa rồi bước lên cao dính một cú bắt tay mất cả thành tẩy. Đứng giữa đã là lĩnh siêu cấp mà Gam có được cho tiếng đẩy trước đó. Và bây giờ họ đang chia hai cánh ra đẩy. Thủ cánh trên áp lực quá lớn, Arati không giữ được cái nhà lính thủ đứng trên rồi. Còn cánh dưới thì Kia cùng với Nagiya vẫn đang có những tình huống va chạm lẫn nhau, nhưng có KT. Xong. Sát thương từ thiêu đốt. Kia vẫn đang sống và anh ta không nằm xuống trong tình huống có đồng đội hỗ trợ. Còn ở khu vực nhà chính của Teamwell thì câu chuyện có lẽ đã tới hồi kết rồi. Gam thua trong vòng 25 phút nhưng họ có thể thắng ván này trong vòng 24 phút và họ đang tràn vào. Arati bị giữ chân, anh ta cố gắng thả diều ngược lại nhưng những cái ngọn lao của anh ta không có bất kỳ một giá trị nào cả. Siêu hùng dáng thế được sử dụng cho nó đẹp và tỷ số được cân bằng một đều sau hai ván đấu cho Gam Esports. Phía Teamwell có thể có thêm một thứ để có thể ngăn chặn những tình huống băng vào đến từ phía của Gam. Tôi không biết là anh ta sẽ dùng con Talia này như thế nào. Kèo đấu Talia và Galio khu đường giữa cũng không phải là khó dành cho Talia, tôi nghĩ là như vậy, bởi vì bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa những pha cú đấm công lý của đối phương bằng những cái tấm thảm bất ổn. Đây là một lựa chọn ổn để Glory có thể thể hiện khả năng kiểm soát khu đường giữa cũng như là di chuyển sang hai đường cánh và hỗ trợ cho đường trên của mình, đó là Nagiya, trong việc đọ lại áp lực với Galio và Kermit phía bên kia của Gam. Những vị tướng có khả năng tác động hai đường cánh thì vẫn còn Rai, còn Twitter Fate, nhưng rõ ràng đó đang là những vị tướng bị out meta.
hoặc là Rai trong cái đấu thứ hai thì Glory đánh kèo cùng với Galio của KT thì anh ta đã nằm xuống không ít lần và quyết định đến từ bên phía của Team Well là một con Talia. Không còn nhiều lính để băng trụ nữa, pha này rất là khó, nhưng bên phía của Team Well vẫn đang cố gắng tiến vào đẩy vai không làm choáng. Và Kiaya anh ta vẫn câu được thêm một chút xíu thời gian. Killer Queen nằm xuống trên câu đầu Kiaya, kêu kêu cho Kiaya băng trụ rất liều và Team Well trả giá. Trong khi đó ở khu vực cánh dưới thì Rati cố gắng thả diều ngược lại, anh ta vẫn còn hồi máu, còn Sibel đã dùng hết hai phép bổ trợ của mình và hai bên đều có thể lui về được. Thì tôi nghĩ rằng ít nhất cũng chỉ là một đối một mà thôi. Có thể là Kiều Quyên vẫn nằm, nhưng mà Naga sao không nằm xuống. Nhưng bởi vì Team Well tình huống xử lý người đi rừng của họ thì đẩy vai không thành công. Và nó khiến cho Nagia bây giờ khi mà solo kill, Nagia trở lên đường trên thì quá mạnh. Solo kill nhẹ nhàng luôn, không tốn quá nhiều cái thời gian cũng như là công sức, thậm chí là chiêu cuối còn yên nguyên. Cánh trên đi rồi. Còn ở đường giữa thì Glory đang bị tấn công từ ba hướng. Anh ta có thanh tẩy, anh ta đã dùng thanh tẩy, anh ta còn tốc biển. Nhưng góc tốc biển này của anh ta thì đi thẳng vào rừng của Gam. Và Levi dùng pha phân thân chim mồi qua tường để có thể truy đuổi. Glory vẫn còn khá là nhiều tài nguyên. Anh ta đã có chiêu cuối, dùng chiêu cuối nhưng bị ngắt lại. Và anh ta sẽ phải nằm xuống với sát thương cuối cùng đến từ Levi. Nhưng ở cánh trên vừa rồi thì Killer Queen đã tổ chức một pha tấn công thành công và tắt điện được Kiaya chung với lại Nagia rất lớn, để có thể phần nào đó gỡ gạc lại điều kiện thắng của họ xoay quanh cái cánh để lẻ. Pha tốc biến sự không thể lái chuyển quá hiệu quả đến từ người chơi đi rừng của Team Well. Và họ vừa có một lợi thế cánh trên nha. Kiaya ở một trạng thái máu thấp, anh ta cứ đứng lại. Và đó là một lượng sát thương quá lớn đến từ Nagia với 3 lần chiêu cuối. 3 lần chiêu cuối đều trọn vẹn cả. Vũ tối hậu thư được dùng lần cuối cùng đến từ Kiaya. Hai đường cánh của Gam đều đã bị mất đi tới 3 lớp tác trụ. Và đây là kịch bản mà Glory đã phải lên bảng khi anh ta bị tấn công bởi 2 lần lốc xoáy liên tục của Levi. Né được lượng sát thương đến từ xe chuyển đường kim. Và bây giờ có thêm tin vui cho Team Well tại cánh dưới nữa rồi. Bia cũng đang cố gắng chạy, anh ta còn tốc biến Killer Queen vào vị trí và bắt buộc Bia phải tốc biến để thoát. Và Killer Queen vẫn đang tiếp tục tràn vào với sự hỗ trợ của Sibel, tốc độ di chuyển rất nhanh chung với lại Rati. Và Bia móc được vào tường, 100 máu còn lại của ta liệu có đủ hay không đây. Killer Queen vẫn đang dẫn đầu đoàn quân, Team Well tiến vào và họ quyết tâm có được cái mạng này. Cái đồng hồ của Bia câu thêm một chút xíu thời gian nữa, nhưng cuối cùng vẫn là mạng dành cho Team Well. Glory đang đi lên với cú chiêu cuối mà rất dậy sóng. Killer Queen móc vào tường rồi, Bia lại móc vào tường. Và móc vào tường thì chắc chắn là con Lilith thì nó đi chứ đi làm gì nữa. Không có khả năng chống cự, sư giả phán quyết đẩy được Style về để có thể lấy trụ của đối phương. Nhưng tôi thấy rằng Nagia vẫn đang đẩy ở khu vực cánh trên. Killer Queen vừa rồi dùng cái W của mình để ngăn chặn pha tấn công đến từ Levi. Nhưng cái trụ này liệu có chạy được hay đâu không? KT đang từ phía cánh tiến tới và lao vào. Kiaya sử dụng chiêu cuối và điểm hạ gục vẫn chưa có sử dụng danh thế được kích hoạt. Kiaya lui về 100 máu nhưng đã có mạng hạ gục cho Team Well. Họ đang cố gắng tràn lên với Nagia là đầu tàu của mình cộng với Larati, nhưng Gam vẫn lui về được. Như vậy là Gam có được trụ và cả hai bên đều mất mạng trong tình huống này, đang có một mục tiêu trên bản đồ. Bây giờ thì ngưỡng trang bị của hai bên gần như là như nhau. Hai xạ thủ phía bên này sử dụng danh thế được sử dụng. Và đó là điểm hạ gục dành cho Gam khi mà Glory đã bị bắt móc mỏ neo thành công. Rati bị hất tung liên tục, điện đạn đỉnh điểm không cứu được anh ta bởi vì đã bị đủ sát thương từ bên phía của Gam rồi. Và mạng tắt điện này giúp cho Gam tràn tiếp vào tấn công vào Killer Queen cũng đi ngay lập tức. Đây là một thời điểm rất nhạy cảm bởi vì hơn 10 giây nữa là Baron ra. Nagia quyết định lao thẳng vào đường của Gam nhưng một mình anh ta làm sao chấp nắm được. Mặc dù đã xe chỉ luồng kim, mặc dù Gam đang khá thấp máu, nhưng liệu họ có đủ tự tin để ăn Baron hay không? Đẩy tiếp vào trụ hai đường giữa, ăn trụ xong giật về khu vực hang rồng cũng chưa muộn. Về lúc này Nagia vẫn đang chạy từ nhà ra. Killer Queen cố gắng giải quyết bất lĩnh nhưng mà ta bị giữ chân. Ôi, lại quăng địa chân không giải quyết được vấn đề và đó là Killer Queen gần như là tự sát. Thế này thì làm sao mà giao tranh được nữa. Team Well đang thiếu người, Gam sẽ di chuyển về rồng. Những tình huống nhấp nhả của Rati khiến cho Levi mất máu. Kiaya quyết định băng thẳng vào trụ chân cuối được bung ra và Kiaya đang mắc kẹt. Anh ta dùng luôn cả tối hậu thư của mình để câu giờ dính quăng địa chấn và nằm xuống. Hai tình huống thi đấu tự sát, lần đầu tiên là Killer Queen, sau đó tới Kiaya. Và bây giờ Team Well đang tràn lên. Style bị giữ chân lại, anh ta né khỏi quăng địa chấn. KT lao lên và giữ chân được Glory, nhưng bản thân anh ta đang bị cắt liên tục, dùng của đông công lý để chạy. Bia đứng kế bên để thay hỗ trợ. Levi đang nhìn và Levi lao vào với đủ hất tung, rất nhiều người sử dụng giáng thế được kích hoạt và nó tạo đủ khoảng trống để cho KT có được điểm hạ gục. Nhưng phi thạch và những phát bắn thương liên tục của Rati đang giúp cho Team Well gây được đủ sát thương. Tuy nhiên xạ thủ của Team Well đang phải lấy nhịp lại và đã lấy nhịp thành công. Anh ta sẽ tràn lên tiếp, anh ta cần một pha kích tốc độ đến từ Sibel nhưng ta bị dính một cú móc mỏ neo nhưng vẫn có điểm hạ gục, cuối cùng cũng bị tắt điện. Tai đang có khoảng trống, Tai bắn tốt, triple kill dành cho xạ thủ của Gam. Và sau đó thì Killer Queen có thể là nạn nhân cuối cùng, Levi sẽ truy đuổi, nhưng mục tiêu quan trọng hơn là rồng thì Style sẽ giải quyết. Để rồi giờ đây Gam vẫn giữ được cái khoảng cách là khoảng chừng 6.000 tiền để đẩy lên cánh trên, nhưng mà họ vẫn chưa có siêu hùng giáng thế nha. Killer Queen quyết định mở tốc độ và ta giữ chân được các thành viên của Gam. Levi bị kẹt lại, dùng lốc xoáy để cố gắng câu giờ, chim mồi qua tường, nhưng Rati lao theo bắn rất rác với sự hỗ trợ của đồng đội và Levi bắt buộc phải bấm đồng hồ. Siêu hùng giáng thế đã có nhưng KT quyết định rằng không thể nào dùng nó được.
Gam mất một người. Về phía khu vực hang Baron thì lúc này Gam đang có lợi thế rất là lớn. Họ bắt đầu rải những con mắt kiểm soát mình vào hang Baron. Rồi. Và phía bên này thì siêu hùng giáng thế kết hợp với lại tối hậu thư bắt được Reti. Và niềm hy vọng lớn nhất của team Well đã bị ao giao tranh. Anh ta không làm được gì cả. Điểm hạ gục đã có khi mà Killer Queen và CBL nằm xuống. Double kill. À không, đó là hai mạng thôi dành cho Gam. Đó là bây giờ mới là double kill cho bên phía của Style. Và rừng lại nằm xuống trước Baron một lần nữa. Levi đang ở cánh dưới, tôi nghĩ rằng bên phía của team Well không biết, và Levi bắt đầu vào vị trí của mình. Anh ta lao thẳng vào, anh ta bị hất tung lên phía bên ngoài này, lao đi phi thạch. Nhưng ở trong hang bạc rồng thì đó là quá nhiều sát thương của Gam, vẫn có quá nhiều khoảng trống với Gam, và họ có được điểm hạ gục, họ có được tình huống. Arity lao lên phía trên, anh ta cố gắng bắn xuống dưới, và tạm thời Arity đang tạm thời bắn được, nhưng ta tìm thấy mục tiêu của mình, tốc biến lên dứt điểm thành công xạ thủ đối phương, lấy luôn món quà khuyến mãi là CBL. Quách ra kill dành cho Style, và pha giao tranh đã kết thúc với quét sạch cho Gam và thắng lợi cho họ. Mặc dù Style đã mất rất nhiều thời gian để đứng tuyến ngoài và bắn một mục tiêu duy nhất, đó là Glory thôi. Nhưng ở tuyến trong, Gam vẫn có những phương án giao tranh đủ lâu để giúp cho Style trở lại. Và khi Style giải quyết xong Glory, anh ta chuyển sang bắn các thành viên còn lại của Team Wales. Thì không ai có thể chịu nổi lượng sát thương đến từ con CV 4 boss trang bị hơn này cả. Một ván thắng dành cho Gam sau 30 phút. Like và subscribe kênh Việt Nam Championship Series, VOD and Highlight để đón xem những diễn biến hấp dẫn của giải đấu bộ môn thể thao điện tử Liên minh huyền thoại.